Chào các bạn, thì hôm nay mình quay lại và trình bày một cái ý tưởng mới mà nó cũng là ý tưởng đã cũ rồi nhưng mà cũng còn ít bạn này thực hiện. Đó là ý tưởng tạo ra cái cuộc cách mạng về các kiến thức liên quan đến ô tô. Và thực ra thì cũng rất nhiều anh em đã thực hiện, đã tạo nên cái điều này rồi, nhưng mà mình mong muốn nó sẽ có nhiều anh em tham gia hơn. Những anh em nào đã đi làm tiếp xúc thực tế hãy tạo ra cho bản thân mình một cái fanpage này, một cái blog hay là một kênh YouTube, nhân dân TikTok để chia sẻ kiến thức về thực tế liên quan đến cái công việc của mình, đó là cái chuyên ngành ô tô. Về cái thành quả, nếu mà các bạn có thể thực hiện điều này á, giúp các bạn giảm đi cái stress, cái căng thẳng trong quá trình làm việc, tạo nên một cái thương hiệu riêng cho bản thân và một cái cộng đồng nhỏ để ủng hộ các bạn. Khi bạn làm chủ một cái kênh, cái fanpage, một cái blog hay cái TikTok nào đó, thì các bạn phải chủ động bỏ cái thời gian để học hỏi và phát triển các kỹ năng, kiến thức rất là nhiều. Điều này sẽ giúp cho các bạn có được cái kiến thức về marketing này, sale này, copyright hay là tự viết luôn, vân vân, về hiệu quả kinh tế. Thì nếu thực sự các bạn có bản lĩnh thì các bạn sẽ tạo ra được nguồn thu nhập. Nếu mà cái kênh của các bạn đủ lớn, đủ cái lượng người theo dõi và cái lượt view nhân dân, và có thể thông qua cái kênh này các bạn có thể bán hàng được đối với những cái bạn mà có kinh doanh là nghề chính hoặc là nghề phụ tay trái của các bạn liên quan đến ngành nghề ô tô. Mình tin chắc thì nó sẽ giúp các bạn kiếm được một lượng khách hàng tiềm năng. Về lưu ý theo mình, các bạn đừng dùng những cái chiêu trò, những cái cách từ PR như là nói dốc hay là nói khoác để tạo những cái kênh đồ liên quan đến ngành nghề. Hãy làm bằng cái thực lực của mình và cố gắng kiên trì thực hiện. Đừng có lạm dụng quá, và coi nó là một nguồn thu nhập chính mà bỏ đi cái nghề nghiệp, cái kiến thức thực tế của các bạn. Vì một cái cộng đồng 1.000 kênh YouTube hay là 1.000 cái fanpage thì chỉ có một cái kênh, một cái fanpage dần dần có được cái thu nhập thực sự và trở thành cái nguồn thu nhập chính. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia các cộng đồng, các group để chia sẻ các kiến thức. Mình mong là trong những cái cộng đồng này là để chia sẻ kiến thức thực tế, chứ không phải là để đánh bóng tên tuổi một người nào đó, hoặc là để thể hiện cái bản ngã của bản thân hay là để đùa vui. Thì mình cảm thấy nó rất là thừa thãi và nó không xứng đáng để các bạn tham gia và bỏ thời gian vào. Nó cũng giống như một cái showbiz hay là một cái chuyện gì đó phím ở trên mạng xã hội, thì các bạn cố gắng đâm đầu vào để tranh cãi, kết quả cuối cùng thì các bạn mất tiền, mất thời gian, thậm chí là nhiều khi cái cuộc đấu khẩu nó quá lớn, nó dẫn đến hai người hẹn nhau ra rồi đâm chém, một người ở tù, một người thì mất mạng. Nó một câu chuyện rất là nhỏ, nó không có cần thiết phải đi quá xa như vậy. Thì đây là đôi điều mình chia sẻ về cái ý tưởng của mình, hy vọng là các bạn có thể suy nghĩ về nó và thử tham gia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.